Thưa cả nhà, hôm nay thì bố con chúng tôi Trung Dũng và Đậu Đậu sẽ gửi đến cả nhà hai bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 1 của lớp cánh diều, đó là bài Mẹ vắng nhà và Lý cây xanh. Mời cả nhà chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chúc cả nhà một buổi tối hạnh phúc bình an, một năm mới nhiều tài lộc, vạn sự như ý. Xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành.